Sức định. Nếu tâm định thì gương tuệ sanh, nếu tâm loạn thì gương tuệ diệt. Cũng như chiếc gương bằng đồng, trước phải nhờ mài dũa, sau mới trong sạch soi sáng. Nếu chẳng mài dũa thì tì vết bụi nhơ phủ tối, đã bị phủ nhơ thì ánh sáng làm sao mà sanh. Cho nên trí tuệ do định thiện, định tuệ nương nhau, không thể thiếu một. Đây là kê đoạn đầu. Ngài Trần Thái Tông, Ngài nói về cái gương trí tuệ. Trí tuệ từ đâu mà có? Tức là trí tuệ từ sức định. Do định mà có tuệ. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái sự tương quan giới, định, tuệ nó rất là thiết yếu. Nếu không có giới thì khó được định. Nếu không có định thì không thể phát tuệ. Như vậy thì giới định tuệ nó có sự liên quan mật thiết. Nếu thiếu một thì chúng ta khó thực hiện được cái trí tuệ cao siêu. Bây giờ nếu tâm định thì gương tuệ sanh, nếu tâm loạn thì gương tuệ diệt. Thì tuệ Ngài ví dụ như cái gương nó sáng. Mà nó sáng nhờ sao mà có? Tức nhờ nó trong sạch. Nó trong sạch cho nên gương sáng. Nếu mà cái gương bị bụi phủ hay là bị những cái vết hằn ở trên gương thì chúng ta sẽ không thấy gương sáng được. Như vậy thì bụi phủ thì gương không sáng. Ví dụ như tâm chúng ta mà nó loạn tưởng nhiều, đó là những cái bụi làm nhơ cái gương trí tuệ của mình. Vì vậy mà định tức là một cái phương tiện để cho cái gương trí tuệ nó sáng. Như vậy thì khi nào chúng ta muốn tâm mình nó được sáng suốt thì trước hết phải cho nó an định. Từ cái tâm an định nó mới phát ra cái trí tuệ. Nếu tâm không an định mà muốn được trí tuệ thì không bao giờ có. Bởi vậy cho nên tu mà chúng ta phải ngồi thiền nhiều, đó là cái phương tiện để tâm an định. Rồi từ tâm an định đó rồi chúng ta mới có được cái trí tuệ sáng, thấy được lẽ thật ở nơi mình và ở ngoại cảnh. Vì vậy nên cái trí tuệ nó không phải tự có mà nhờ cái tâm an định mới phát ra. Cũng như chiếc gương bằng đồng, trước phải nhờ mài dũa, sau mới trong sạch soi sáng. Đây nó gương bằng đồng chứ không phải nói gương bằng pha lê. Thì gương bằng đồng thì chúng ta thấy sao có khi thì nó sáng, có khi thì nó tối. Nó tối tại sao?
Tức là khi mà cái gương đó nó sáng là nhờ sự mài giũa, từ cái mài giũa rồi nó mới được sáng. Nhưng mà nếu mài giũa rồi lại để cho những cái bụi bặm nó phủ kín thì cũng tối lại như thường. Cho nên trước là công phu mài giũa, kế công phu mài giũa thì phải giữ cho cái gương đừng có bị bụi bặm nó phủ lấp. Thì mài giũa để cho hết đầy hết thì gương nó mới phẳng, phẳng thì mới sáng. Bụi bặm không phủ thì cái gương mới trong, trong thì được sáng. Đó là cái ý nghĩa ví dụ. Như vậy thì cái gương trí tuệ của chúng ta cũng vậy. Nhờ trước chúng ta cố gắng dẹp bỏ phiền não vô minh. Phiền não vô minh chúng ta dẹp bỏ rồi, gìn giữ đừng cho nó loạn tưởng, hai cái đó cộng lại thì cái trí tuệ chúng ta sẽ được sáng. Đó là cái ý nghĩa ví dụ cái trí tuệ như là cái gương. Đã bị bụi nhơ phủ thì ánh sáng làm sao mà sanh. Cho nên trí tuệ do định hiện, định tuệ đương nhau, không thể thiếu một. Đó, nói rằng nếu mà cái gương bị bụi nhơ nó phủ kín thì làm sao mà có ánh sáng. Cũng vậy, nếu trí tuệ của chúng ta nó loạn tưởng thì nếu tâm ta loạn tưởng thì trí tuệ không thể sanh được. Mà nếu trí tuệ sanh được là do cái sức định, nhờ sức an định mà trí tuệ mới sanh. Nhưng mà ở đây cũng là lối nói theo cái lối nhìn của nhị thừa thì luôn luôn đặt giới định tuệ. Trước có giới rồi sau mới có định, định rồi sau mới có tuệ. Nhưng mà cái nhìn theo tinh thần của luật tổ thì định tuệ bình đẳng, định và tuệ hai cái nó không tách rời nhau được. Có định tức là có tuệ tức là có định. Tại sao vậy? Bởi vì đối với thiền tâm thì chúng ta không phải đợi tâm an định viên mãn rồi mới phát ra trí tuệ. Như vậy thì định trước tuệ sau. Còn thiền tâm thì nói rằng định và tuệ đồng thời, trong định có tuệ, trong tuệ có định, hai cái không có tách rời nhau được. Lấy đâu để chứng nghiệm điều đó? Như thường ngày chúng ta ngồi thiền, tôi thí một ví dụ như cái ngồi thiền mình thấy vọng biết không theo, thì khi mình thấy vọng, vọng nó dấy lên đó là định hay là động? Vọng dấy đó là động. Mình biết nó rồi nó lặn xuống thì định. Thì cái biết vọng đó là cái gì? Như vậy thì tuệ và định hai cái đồng thời. Nhờ biết vọng, vọng nó lặn, mà lặn thì gọi là định. Biết vọng thì đó là tuệ. Thì như vậy thì chúng ta không phải đợi tới tâm nó an hoàn toàn hết rồi mới có tuệ, mà chính khi nó đương giấy động chúng ta vẫn có trí tuệ, thấy nó, biết nó, không theo nó thì nó được an. Như vậy thì định tuệ nó không tách rời nhau được. Hiểu vậy mới biết tinh thần thiền tâm mà luật tổ nói định tuệ bình đẳng. Rồi giả sử như trường hợp vọng nó không còn nữa thì lúc đó tuệ nó chạy đi đâu? Nếu mà vọng dấy lên thì mình thấy, thì cái thấy vọng để không theo đó là tuệ. Nhưng mà giờ khi mà cái vọng nó lặn hết trơn, nó yên rồi, thì lúc đó tuệ nó chạy đâu? Chạy đâu?
khi mà vọng nó yên hết rồi thì cái tệ nó ở chỗ biết vọng đang yên. Phải không? Nếu không có cái tệ đó thì ai biết vọng yên? Phải không? Nếu vọng yên mà không có tệ thì ai biết nó yên? Nhưng mà giờ biết lúc này không có vọng thì ai biết cái đó? Thì khi vọng lên nó biết, khi không vọng nó cũng biết. Thì cái biết trước là tệ, thì cái biết sau cũng là tệ nữa. Vì vậy cho nên nó không tách rời. Mình hiểu cho thật kỹ thì mới thấy cái ý nghĩa tu thiền. Chứ không hiểu rồi cứ cố gắng kèm cho nó yên, thấy yên nó quảng hốt rồi, bây giờ mình nó mất rồi. Khi nãy nó có vọng tưởng thì còn thấy, bây giờ vọng tưởng lặng hết, nó thấy em ru không có gì hết, thấy như vậy tưởng như là mất hết, không còn cái tâm tri giác nữa. Nhưng mà không ngờ khi vọng yên rồi thì thấy rõ vọng nó yên. Mà cái thấy rõ vọng yên đó là ai thấy, cái gì thấy? Đó là trí tuệ thấy, chứ không ai hết đó. Bởi vậy nên cái câu chuyện mà tôi hay dẫn nhiều nhất là có vị tổ ở Ấn Độ, khi ngài đi quá đạo, đi ngang qua một vùng có người Bà La Môn, thấy ngài lại hỏi, hỏi ngài tu theo đạo nào mà cái đức hạnh thấy đáng kính như vậy. Thì ngài nói tôi tu theo đạo Phật. Thì ông Bà La Môn nghe nói đạo Phật cũng quảng và ông chạy, ông chạy về nhà, cái ông đóng cửa kín lại. Tổ biết cái người này có duyên, sau này sẽ làm được thật sự lớn, cho nên tổ đi theo. Theo tới nhà thấy ông đóng kín cửa lại, thì tổ bước lại gõ cửa, gõ cửa hoài. Ông là tin, gõ cửa nhiều quá, ông nói trong nhà không có người. Nói trong nhà không có người thì tổ liền hỏi, không có người thì ai trả lời đó? Cái ông giật mình mở cửa bước ra. Thì cái câu đó như một câu chuyện đùa vậy thôi, nhưng mà thật là một ý nghĩa thâm trầm mà chúng ta không biết. Chúng ta cứ nghĩ khi cái vọng tưởng lăng xăng lộn xộn, nghĩ việc này tới việc kia, lúc đó mình nói tâm mình đương nghĩ, tâm mình đương suy tính. Nhưng mà khi cái tâm mình nó lặng xuống một phút giây nào đó, nó lặng xuống, nó không nghĩ không suy nữa, thì lúc đó cái quảng hốt mất mình rồi, mình không còn nữa. Thì như vậy có phải như cái chú Bà La Môn mà khi đóng cửa, ta gõ cửa thì trả lời nó không có người ở nhà, nói không có người ở nhà, thì câu nói đó có tính cách sao? Nó quá là dốt, phải không? Nghĩa là mình đã lên tiếng mà nói không có người thì làm sao mà hiểu được. Như vậy thì cái lối nói đó chỉ là cái người ngu dốt, nhưng mà thực tình chúng ta cũng thuộc lại đó. Như tâm nó yên lặng, nó yên lặng rồi, nó tâm tôi không có, là lúc này tôi không có tâm nữa, mất tôi rồi. Mà ai biết tâm yên lặng, ai biết mất tôi rồi? Đã nói mất tôi rồi thì có người biết nói, có người biết nói, cứ có mình đó, mất ở đâu? Phải không? Nói mất tôi đó là mất chuyện. Nếu mất tôi thì không có nói, mà biết mất tôi thì có mình, rõ ràng đó là cái rất là tế nhị. Thành người tu có khi không hiểu, từ không hiểu đó cho nên tu một lúc cái là quản tên, nói rằng mình tu thì e lạc rồi, là nhất là nói sợ rơi vào không. Vì vậy không có vọng tưởng thì tưởng không có vọng tưởng là không, mà không ngờ không vọng tưởng mà có cái biết không vọng tưởng. Phải không? Biết không vọng tưởng thì làm sao không được? Đó là cái ý nghĩa ở trong nhà thiền thường gọi định tuệ không có rời nhau. Thì khi định mà còn có cái biết mình an định đó thì có tuệ đó.
chứ không biết thì làm sao biết lúc đó định. Không có cái biết thì làm sao biết lúc đó tâm mình an. Đó là để quý vị thấy rõ cái ý nghĩa của người tu nó phải có lầm lẫn. Vì vậy cho nên định và tuệ là hai cái không thể thiếu được trong lúc mình tu thiền. Đây bây giờ Ngài mới nói, nếu mượn danh tọa thiền hay là nguyên chữ Hán là giả danh tọa thiền, tâm chưa được định mà gương tuệ sanh thì không bao giờ có. Tuy có tánh tuệ mà không tập tọa thiền, tự cho đã có tuệ thì cần tọa thiền làm gì? Người như thế tuy có tuệ mà không gương tuệ thể, không gương thể, tức là có trí tuệ mà cái gương thể nó không có hiện. Nếu khi thiền định tâm chưa được định mà muốn cầu tuệ, ví như sóng gió chưa dừng mà mong thấy bóng mặt trăng. Nếu tâm đã định lại, đã định lại sanh tà giải, cầu mong được tuệ, cũng như sóng gió đã lặng, bóng trăng lóng trong mà lại lấy tay vớt trong nước muốn được bóng mặt trăng, khi nào được thấy? Ở đây Ngài muốn nói cho chúng ta hiểu rõ cái tuệ. Cái tuệ dù cho mình biết đã có sẵn cái tuệ ở nơi mình, như trong kinh thường nói chúng sinh đều có tánh giác, là đều có cái Phật tánh, ai cũng có tánh giác, thì như vậy ai cũng có tuệ chứ không người nào không. Nhưng mà nếu mình nói mình có tánh giác mà không chịu, không nhờ tọa thiền, tâm chưa được định mà trí tuệ sanh á, thì không bao giờ có chuyện đó. Bởi vì đây tôi muốn nói cho quý vị hiểu hai cái trí tuệ: trí tuệ tuệ sanh và cái trí tuệ sẵn. Cái trí tuệ sẵn á, là cái trí tuệ lúc nào cũng hằng hữu nơi mình, gọi đó là cái trí tuệ sẵn hay là cái tánh tuệ. Còn cái trí tuệ phát sanh là cái trí tuệ làm cho mình sáng, mình biết được những cái điều mình chưa biết, thì đó là cái trí tuệ phát sanh. Tôi nói ví dụ như chúng ta ngồi thiền, tâm mình đã được yên, bỗng nhiên mình nhớ lại có những cái câu mình học trong kinh mà lúc trước chưa hiểu, mình còn ôm ấp cái nghi ngờ trong lòng, bỗng nhiên nhớ lại nó cái mình sáng ra, mình hiểu hết, thì cái đó gọi là gì? Là trí tuệ sanh. À, trí tuệ nó phát sanh là nhờ tâm mình yên, bỗng nhiên mình sáng được những cái mình chưa hiểu, thì đó là trí tuệ phát sanh. Còn cái trí tuệ đó là tánh á, tức là cái trí tuệ thành biết hằng hữu không vắng lúc nào, thì cái trí tuệ đó là tánh tuệ. Như vậy thì tuy rằng chúng ta có cái tánh tuệ, mà nếu không nhờ tọa thiền á, thì tánh tuệ đó nó không có phát khởi mạnh, cho nên nó không có sanh tuệ. Có cái tánh tuệ mà không có cái diệu dụng của cái tuệ, hay là không có cái hiện tướng của trí tuệ. Những ai có tu thiền thì sẽ thấy những cái điều này. Thường thường á, tu thiền thì có giác ngộ, thì cái giác ngộ đó không gì lạ. Nếu khi chúng ta tu mà những cái gì chúng ta đọc và mà chúng ta học nghe mà không hiểu, thì trong lòng chúng ta nó còn băn khoăn, còn thắc mắc cái vấn đề đó, thì bất chợt một hôm nào chúng ta ngồi thiền, không ai nói, không ai giảng, mà bỗng dưng mình sáng ra, mình biết, thì đó là trí tuệ nó phát khởi, là trí tuệ nó sanh ra. Thì sanh từ cái tánh, cái tâm nó yên, tánh nó sáng, nó phát ra cái diệu dụng, làm cho mình có cái hiểu biết
cụ thể những vấn đề mà mình chưa biết, đó gọi là vệ sanh đó, sanh được trường hợp đó. Như vậy thì chúng ta hiểu rõ cái tánh tuệ và tuệ sanh, trí tuệ sanh là cái diệu dụng hay là cái tướng của trí tuệ. Cho nên mới nói tuy có tánh tuệ mà không tập tọa thiền, tự cho đã có tuệ thì cần tọa thiền làm gì? Người như thế tuy có tuệ mà không thể mà không gương thể, tuy là có cái trí tuệ sẵn mà cái gương thể của trí tuệ nó không có phát hiện. Như cái gương thì nó là sẵn rồi, mà bây giờ đây bụi bặm nó phủ thì tuy có cái gương mà nó không có ánh sáng của gương, nhờ lau bụi ánh sáng mới phát. Đó là trường hợp thứ nhất, tự nghĩ mình có tánh tuệ không cần tọa thiền, đó là cái tuệ không phát. Kế, nếu khi thiền định tâm chưa được định mà muốn cần cầu tuệ, ví như sóng gió chưa dừng mà mong thấy bóng mặt trăng. Thí dụ như đêm rằm chúng ta ở gần bờ hồ hoặc là ở gần dòng sông, khi đó sóng gió mạnh, gió mạnh sóng to nó vỗ ầm ầm, thì dù cho đêm rằm có mặt trăng, chúng ta thấy được mặt trăng hay không? Mặt trăng tuy có mà bóng mặt trăng không thấy được, bởi vì sóng ở dưới hồ, ở dưới dòng sông đương vỗ mạnh hay đương có những cái lượng nó nối tiếp nhau, nó không có yên nên mình không thấy được bóng mặt trăng. Nếu tâm đã định thì như vậy cái trường hợp trên đó, khi mình biết mình có cái tuệ sẵn, tức là tánh tuệ rồi mà ngồi thiền cái tâm được định nữa, ví dụ như là sóng gió lặng thì đêm rằm nhìn xuống hồ xuống sông, chúng ta sẽ thấy mặt trăng hiện đầy đủ, đó là cái trí tuệ nó phát sanh. Nếu tâm đã định lại sanh tà giải cầu mong được tuệ, cũng như sóng gió đã lặng bóng trăng lóng trăng mà lại lấy tay vớt trong nước muốn được bóng mặt trăng, khi nào được thấy? Bây giờ trường hợp tâm mình được định, tâm đã định rồi mà khởi ra cái tà giải, tức là cái hiểu không có đúng chân lý, hay là cái hiểu theo cái lệch thiên một bên thì gọi là tà giải. Nếu mình khởi ra cái hiểu thiên hiểu lệch đó thì làm cho cái định của mình nó bị sao xuyến đi. Tôi nói thí dụ như mình ngồi tâm vừa được yên, cái mình khởi cái niệm bây giờ mình xuất hồn để đi du lịch chỗ này chỗ kia chơi, khởi cái niệm đó thì sao? Thì lúc đó cái tâm mình nó liền sao xuyến, nó không còn yên nữa. Còn hoặc giả trong khi mình ngồi thiền yên, vừa yên cái mình muốn biết quá khứ vị lai ta ra thế nào, coi đời trước của mình sao, đời trước của người khác thế nào, khởi cái niệm đó thì tâm nó còn yên không? Thì nó cũng sẽ hết yên, giống cũng như là mặt trăng đêm rằm ở dưới dòng sông hay dưới mặt hồ không có sóng, thì nếu mình nhìn xuống là thấy rồi, nhưng mà bây giờ mình lại không nhìn xuống để thấy bóng mặt trăng, mà mình đưa tay mình vớt đó, thấy bóng mặt trăng ở dưới hồ dưới sông mình muốn vớt lên để mình nắm trong tay chơi, thì sao? Thì chỉ là làm xáo động, làm cho mất cái bóng mặt trăng theo, chứ không bao giờ nắm được bóng mặt trăng, cũng như không bao giờ thấy rõ bóng mặt trăng. Đó là để nói cái người tu thiền mà sanh tà giải thì từ đó về sau cái trí tuệ nó mất luôn, nó không còn hiện nữa. Mà có lắm người như vậy, bởi vì khi tu thiền rồi cái khởi nhiều cái niệm
sai lầm, từ những niệm sai lầm nó dẫn đi lạc hướng, từ đó mà mất hết cái trí tuệ chân thật. Cho nên mình ở đây tu thiền thì nên có khởi trà giải hay không? Hay là tu thiền bây giờ giả sử như chúng ta nghe trong kinh Phật dạy, những cái người tu chứng quả A-la-hán liền có luật thần thông. Và trong luật thần thông đó, có cái thần thông nào mà biết được quá khứ vị lai đó? Tức là túc mạng thông. Cái thần thông đó nhớ được vô số đời về trước và biết những cái đời về sau. Nhưng bây giờ mình nhớ trong kinh nói như vậy, rồi giờ tâm mình nói hơi yên yên, cái mình nghĩ làm sao được thần thông đấy. Rồi nghĩ thần thông, cái mình lo nhớ thần thông, hồi cái tâm đã tiền. Đó là giống như là nhìn xuống dưới hồ, thấy bóng mặt trăng, cho bộ đưa tay vớt bóng mặt trăng thì nó không được, mà nó là còn xáo động, làm cho mất bóng mặt trăng. Chỉ có phải làm sao mà được cái túc mạng thông. Và mình cứ định, càng định, nghĩa là trí mình nó sáng thì cứ để nó sáng, không khởi tà giải. Tâm càng định, trí càng sáng, đến khi mà tất cả phiền não lậu tận rồi thì bỗng nó sáng, nó biết được các cái chuyện quá khứ vị lai. Chứ đừng có khởi niệm muốn biết, khởi niệm muốn biết là lạc rồi, nhớ vậy đó. Bởi vậy cho nên người tu thiền dễ lầm, dễ lạc là do không có hiểu được cái gốc đó đó. Tổ sư nói, tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Lại nói, tịch tịch tỉnh tỉnh phải, tịch tịch vô ký sai, tỉnh tịch tỉnh tỉnh tịch tịch phải, tỉnh tỉnh loạn tưởng sai. Tỉnh tỉnh tịch 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 tỉnh tỉnh là thuốc, vô ký loạn tưởng là bệnh. Nếu thân có bệnh phải nhờ thuốc đối trị, thân đã bình định còn gì phải trị. Nếu được như thế thì định tuệ thành tựu. Đây là ngài dẫn ở trong cái bộ Vĩnh Gia tập, trong đó ngài Vĩnh Gia Quyền Giác có nói cái câu này, gọi là cái câu mà gọi nó là cái tiêu chuẩn của người tu thiền đúng và sai. Đầu tiên á, tịch mà thường chiếu, đó, tịch là lặng, mà thường sáng là thường soi sáng, chiếu mà thường tịch, soi sáng là thường lặng lẽ, thì đó là cái trọng tâm của tu thiền. Và bây giờ dẫn cái câu mà ngài nói rõ ràng về đúng và sai của người tu thiền. Tịch tịch tức là lặng lặng, tỉnh tỉnh phải, lặng lặng mà tỉnh tỉnh đó, thì cái đó là ngồi thiền đúng đó. Người nào ngồi thiền tâm nó yên yên mà luôn luôn tỉnh sáng thì đó là đúng. Còn ngược lại, tịch tịch vô ký sai, lặng lặng mà không biết gì hết, không biết gì hết, đó là sai. Chứ vô ký tức là không nhớ, không biết, yên lặng mà không biết gì hết. Để lấy đây làm cái thước để mà đo người tu thiền đúng và sai. Nếu khi mình ngồi thiền yên bình, tâm nó không dễ động mà mình vẫn tỉnh sáng thì đó là tịch tịch tỉnh tỉnh thì đúng. Còn nếu mình ngồi thiền tâm mà yên tĩnh mà mình không biết gì, mình không biết mình đương làm gì, đó gọi là vô ký thì đó là sai. Như vậy thì C một chút cũng là tịch, mà bên thêm tỉnh nữa thì trúng. Còn tịch mà quên hết là sai. Như vậy đó là một cái thước đo chặt thứ nhất. Mình ngược lại, tỉnh tỉnh tịch tịch phải, ngồi thiền mà mình luôn luôn tỉnh sáng, gió thổi cũng nghe, tiếng động cũng nghe,
ai đi qua trước mặt cũng thấy, vân vân, tỉnh tỉnh như vậy mà tâm vẫn lặng lẽ thì đó là đúng. Còn nếu tỉnh tỉnh mà loạn tưởng thì sao? Tỉnh thì tỉnh thiệt mà cứ nghĩ này nghĩ kia nghĩ nọ nghĩ luôn thì đó là sai. Thì bây giờ kiểm tra lại coi mình sai được cái chỗ nào. Chắc hầu hết là tỉnh tỉnh mà loạn tưởng, phải không? Tỉnh mà tỉnh nó mới loạn tưởng thì đó là chưa có đúng cái thành thiền. Nhưng nên tỉnh mà phải tỉnh, khi tỉnh thì phải lặng thì cái tỉnh nó mới đúng, còn lặng thì phải tỉnh thì đúng, còn lặng mà quên hết không biết gì đó là sai. Như vậy thì người trình bày con ngồi thiền tâm con yên lắm nhưng lúc đó không biết gì hết thì đó là bệnh vô ký. Còn á, con ngồi thiền tỉnh lắm không có ngủ gục nhưng mà nó nhớ đủ thứ hết thì đó là sao? Đó sai, tỉnh mà lộn tưởng đó là sai. Như vậy để hiểu được cái này, nắm vững cái này thì mình tự biết mình tu lúc nào là đúng, lúc nào là sai. Chứ còn không biết nhiều khi cứ ngồi rồi nó ra sao nó ra thì không được. Tu mà tha hồ nó ra sao đó thì cái đó nó lạc, bao giờ mình cũng không biết. Bởi vậy cho nên người tu thiền cần phải học hiểu cho cẩn thận, đừng có để nó sai lệch. Mình tu đã lệch rồi, ai nghe mình tu mà ham tới họ học rồi mình dạy họ thì cũng sao, thì cũng lệch luôn. Thì như vậy trong kinh thường nói thầy mù dẫn một đám mù, thấy không? Nghe người đi trước là mù thì những người đi sau theo người mù đó cũng mù luôn. Thì thầy mù trò mù đi một hồi thì sao? Rất nhiều quá trời, không ai cứu được hết. Bởi vậy cho nên muốn dẫn người đi thì mình phải sáng, cho mình mù thực khoan dẫn đã. Nhưng mà tại vì có nhiều người thiện chí tối đa, tuy mình mù mà cũng muốn dẫn người ta. Bởi vậy cho nên rồi nó mới gây ra những cái tệ nạn, nó rơi vào cái chỗ sai lầm cả chục đó. Hãy hiểu cho thật kỹ. Nhưng mà đây tôi chỉnh lại cái câu này theo ở trong trong cái quyển của ngài Trần Thái Tông, mà không biết phải hồi xưa hay là sau này người ta viết sai, mà nguyên văn chữ Hán ở trong cái của ngài Huyền Giác là tịch tịch tỉnh tỉnh thị, rồi tịch tịch vô ký phi, rồi tỉnh tỉnh tịch tịch thị, tỉnh tỉnh loạn tưởng phi. Nhưng ở đây thì trong chánh văn là nói tịch tịch tỉnh tỉnh thị vô ký, rồi tỉnh tỉnh tịch tịch thị loạn tưởng. Thành ra hai cái câu này tôi cho rằng lộn, trong khi mà người ta cắt bản kinh có thể là sai, chứ còn nguyên bản chữ Hán là tịch tịch tỉnh tỉnh thị, tịch tịch thôn trầm phi, tỉnh tỉnh tịch tịch thị, tỉnh tỉnh loạn tưởng phi. Đó là cái chỗ mà ở trong cái Tĩnh Gia tập tôi đã đọc kỹ những cái câu đó như vậy. Cho nên đây tôi chỉnh lại để cho quý vị so sánh phải có hiểu lầm về chữ Hán. Thì như vậy để kết luận lại cái bài luận gương tuệ giáo này, chủ yếu là ngài Trần Thái Tông muốn khuyến khích tất cả chúng ta tu tu thì phải nhờ cái thiền định để phát sanh trí tuệ. Mặc dù trong kinh Phật đã dạy mọi người chúng ta đều có cái tánh giác, tức là cái tuệ, tánh tuệ đã sẵn, nhưng mà tánh giác đó là cái tánh nó bàn bạc ở con người chúng ta. Mà nếu không nhờ tọa thiền cho đúng cách, đúng pháp thì cái tánh giác nó không có khởi cái diệu dụng để thấy biết đúng như thật thân và cảnh. Cho nên nhờ tọa thiền thì tánh giác đó mới phát sanh diệu dụng, chúng ta mới biết rõ đúng như thật.
con người chúng ta và ngoại cảnh như thế nào. Chứ còn nếu thiếu tọa thiền thì chúng ta khó mà có cái diệu dụng của tánh giác để rồi gọi là trí tuệ của người tu đó không phát được. Mà người tu thiền phải tránh hai cái bệnh. Một là tự ý, mình có tánh giác rồi không cần tọa thiền, rồi cứ đi nhau du đông tây nam bắc hoài, nó không cần tọa thiền, mình có mất từ đâu mà ngồi cho mất công, mất thì giờ. Đó là một cái bệnh. Như vậy tuy có tánh giác hay là mình nhận ra mình có tánh giác, nhưng cái tánh giác nó chưa có diệu dụng. Nhờ tâm an định rồi mới phát khởi diệu dụng. Mà tâm an định là nhờ tọa thiền mới có. Vì vậy nên tánh giác tuy có, nếu không tọa thiền thì nó cũng không có phát khởi hay không có phát sanh. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, tuy mình tọa thiền, tâm mình an định, nếu mình lại khởi những cái tà giải, là cái hiểu tà, như khi nãy tôi nói, khởi cái niệm muốn xuất hồn đi du lịch, khởi cái niệm muốn được thành thông v.v. thì những cái đó gọi là tà giải. Thì khi khởi những niệm đó rồi thì cái an định nó liền mất, làm cho mình rơi vào cái loạn tưởng nữa. Giống như là thấy cái bóng mặt trăng đưa tay vết, dù có vết suốt ngày cũng không có nắm được bóng mặt trăng. Đó, đó là hai cái ý nghĩa mà người tu thiền cần phải tránh. Rồi đoạn thứ ba là đoạn lấy cái thước để đo người tu thiền đúng và sai. Cái thước đó là gì? Tức là nếu mình tọa thiền, tâm yên lặng, đó gọi là tịch. Yên lặng mà vẫn sáng suốt, thấy nghe không lầm, đó là tỉnh. Thấy nghe không lầm mà vẫn yên lặng thì như vậy đó là tịch tịch tỉnh tỉnh, đó là đúng với người tu thiền. Còn nếu khi mình ngồi thiền, tâm được yên, yên một lúc rồi cái mình quên hết, không biết gì nữa, thì cái đó gọi là tịch tịch mà vô ký, thì đó là bệnh. Thì vô ký rồi sẽ đi tới hôn trầm, phải không? Không biết gì lát cái gục đó. Như vậy thì hai cái vô ký hôn trầm là anh em nó gần kề nhau, nó vô ký rồi thì sẽ bước vào hôn trầm. Như vậy đó là sai. Cho nên hôm trước ngài có nói ngồi thiền mà nhắm mắt che đầu, đó là đặt ở trong hang quỷ đó, nhớ không? À, thì đó là gì? Khi mà mình mờ mờ mịt mịt rồi cái thì lúc đó không biết gì nữa hết, đó là cái sai lầm được ngồi thiền. Rồi mình nhớ khi mình ngồi thiền mình rất tỉnh, rất sáng, tỉnh sáng mà không có vọng tưởng, gọi là tịnh. Chữ tịnh có nghĩa là định, còn chữ tỉnh có nghĩa là tuệ. Như vậy thì định với tuệ hai cái nó không rời nhau. Tỉnh là tuệ mà tịnh là định, định tuệ hay là trí tuệ hằng sáng mà tâm vẫn an định, đó là tỉnh 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 tỉnh. Thì như vậy đó là đúng. Còn nếu mình tỉnh mà mình nhớ đủ thứ chuyện á thì đó là loạn tưởng, như vậy là sai. Thì như vậy chúng ta lấy đây làm cái thước đo để biết mình ngồi thiền đúng hay là sai. Chứ còn có khi không gần được những vị thầy hướng dẫn rồi mình tu, rồi lúc đó mình không biết tu vậy có đúng hay chặt, và nó có lạc hay không lạc, mình không hiểu. Vì vậy cho nên lấy những cái bài này để nhắc nhở cho tất cả quý vị biết rõ cái tu của mình thế nào là đúng, thế nào là sai. Mình lấy cái đó làm cái thước tự đo biết, chứ phải cần hỏi ai. Đó là cái phần này xong. Giờ tới cái bài kế luận về niệm Phật.
hướng về niệm Phật. Và niệm Phật là do tâm khởi. Tâm khởi thiện thì niệm thiện, khởi niệm thiện thì nghiệp báo thiện. Tâm khởi ác là niệm ác, sanh nghiệp, nghiệp báo ác thì ứng nghiệp báo, ứng nghiệp ác. Như gương hiện ảnh, tợ bóng theo hình. Cho nên thiền sư Vĩnh Gia nói, ai vô niệm, ai vô sanh, là nghĩa này vậy. Ở đây mở đầu nói về niệm Phật thì ngài nêu cái chủ yếu của niệm cho chúng ta thấy. Niệm là giấy khởi, tâm giấy khởi. Tâm vừa giấy khởi nghĩ một cái gì đó gọi đó là niệm. Giấy khởi nhớ danh hiệu Phật thì gọi đó là niệm Phật. Giấy khởi nhớ chúng sinh gọi là niệm chúng sinh, vân vân. Giấy khởi cái nghĩ ác thì đó là niệm ác. Giấy khởi thiện thì đó là niệm thiện. Thì như vậy tất cả cái giấy khởi đều từ tâm mà ra. Thì cái giấy khởi đó đó, nó là cái chủ của nghiệp. Cho nên trong kinh Phật thường nói tam nghiệp đó, thân khẩu ý. Nên cái giấy khởi ở nội tâm mình, giấy khởi nghĩ đó, thì đó là cái khởi của ý nghiệp. Như vậy thì khởi một niệm là gốc của mọi cái thiện ác. Như vậy thì chúng ta có thể chia làm ba cái thứ niệm: niệm ác, niệm thiện và niệm tịnh. Niệm ác thì bị dẫn đi đường ác, niệm thiện thì được dẫn tới nơi lành, niệm tịnh thì được dẫn sang quải tịnh. Thì ba cái niệm đó đều là niệm hết. Như vậy thì mình biết rõ khi chúng ta đến đây, đây tôi đi xa một chút. Như quý vị nhớ trong kinh thường dạy 12 nhân duyên. 12 nhân duyên thì đầu tiên là cái gì? Vô minh. Vô minh duyên gì? Hành là duyên gì? Thức. Rồi danh sắc vân vân. Thì vô minh là cái mờ tối, rồi cái tới hành. Hành tức là nghiệp. Do vô minh nên khởi nghiệp. Từ có nghiệp cái nó mới dẫn mình đi. Dẫn đi mà dẫn đi, dẫn cái gì đi? Dẫn thức đi. Cho nên từ vô minh khởi nghiệp dẫn thức. Dẫn thức đi thọ sanh. Cho nên rồi mới từ thức mới có danh sắc lục nhập vân vân. Thì như vậy cái đầu là vô minh. Vô minh rồi mới khởi niệm. Khởi niệm thì khởi niệm đó thuộc về nghiệp hay là gọi là hành. Thì chúng ta nếu cái tâm thể yên lặng trong sáng bình tĩnh như vậy có vô minh không? Nhưng bây giờ mình vừa quên cái tâm sáng đó, mình khởi nghĩa cái gì? Mà khi khởi nghĩa cái gì là nhớ cái tâm sáng đó không? Khởi nghĩa là quên cái tâm sáng đó rồi. Mà quên tâm sáng thì cái quên tâm sáng là vô minh. Bởi vô minh cho nên nó khởi nghĩa. Khởi nghĩa ác, khởi nghĩa thiện, khởi nghĩa tịnh vân vân. Thì khởi nghĩa đó là cái động cơ để nó dẫn mình đi. Vì vậy nên tôi có thể nói ví dụ khi mình sắp chết, mình sắp chết lúc mà mình còn tỉnh chưa chết thì lúc đó nó không có cái nghiệp ác, nghiệp thiện hiện ra, phải không? Còn khi mà mình vừa quên cái tỉnh đi, tức là lúc mình hôn mê đi, hôn mê tức là mất cái tỉnh. Hôm nay thì ví dụ như vô minh, từ hôm nay ra cái liền thấy mình khởi nghĩ lành
thì liền thấy có chư thiên và là có thân nhân quyến thuộc mình dẫn đi chỗ vui vẻ, đó là được lành. Mình khởi nghĩ ác cái liền thấy ngưu đầu cũng tốt rồi, nó lại roi gậy nó rượt nó đánh và nó dẫn mình đi, thì đó là đi đường ác. Còn nếu mình khởi định thì nhớ Phật, niệm Phật, thì lúc đó thấy Phật hay là thấy Bồ Tát rước thì cực lạc. Thì như vậy cái niệm đó nó có là khi mình hôn mê rồi quên cái tỉnh rồi thì bắt đầu nó là cái niệm chủ yếu dẫn mình đi, tùy thiện ác hay tịnh. Cho nên thường thường trong nhà đạo dạy mình khi gần nhắm mắt thì để cho bà con thân quyến, quý thầy, quý cô tới ráng hộ điểm đó, niệm Phật hoặc là tụng kinh cho nghe, để cho cái khi mà nó vừa quên cái hôm nay, quên cái tỉnh này rồi thì nó bắt đầu nó có cái niệm dẫn mình đi. Niệm đó thiện hay là ác là hết sức quan trọng. Vì vậy nên mình hộ niệm hộ lúc đó đó. Còn mà đi rồi thôi 49 ngày thì cũng là phụ, không quan trọng. Còn hơn nữa là tuần giáp năm, tuần ba năm rồi đó, đó là của ông Đồ Nho chứ phải nhà Phật. Mà mình cứ lo hoài cũng không có mất gì giờ. Chỉ có cái lúc mà sắp lâm chung đó, cái lúc đó đưa trăng tối lên sáng đó. Cho nên khi mà cái tối vừa che mất cái sáng thì lúc đó khởi niệm nào thì cũng theo cái niệm đó. Vì niệm khởi là nghiệp, mà nghiệp thì lúc đó thân không có tạo, khẩu không có tạo, chỉ còn cái ý thôi. Thành cái nghiệp của ý đó, nếu là cái nghiệp lành, vừa khởi cái niệm lành, nhớ những người hiền hay là nhớ những cái cảnh tốt, thì lúc đó có những người hiền, cảnh tốt là hiền với mình. Nhớ những người thù kẻ oán thì lúc đó kẻ thù oán tới với mình. Nhớ Phật thì lúc đó không có Phật tới với mình. Thì tùy cái lúc đó, cái niệm đó hết sức là hệ trọng. Để vậy cho nên cái niệm khởi đó, tuy mà đó là hành đó, mà khi còn quên mất cái thân này, quên mất cái sự sống này đó, thì lúc đó gọi là vô minh. Rồi khởi cái niệm thiện ác, lúc đó là hành, rồi theo đó mà đi thọ sanh. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái niệm là cái hết sức là hệ trọng. Bởi vậy nên tu, có người cứ đặt câu hỏi, nói tôi niệm Phật thì khi chết rồi thì Phật rước thì cực lạc. Còn mấy thầy tu thiền cứ buông niệm, không có niệm, rồi chết rồi ai biết rước đi đâu? Bây giờ mấy thầy đi đâu đây? Cứ gì trả lời, người ta đi đâu? Người ta niệm Phật thì được về Phật rước thì bởi Phật vui quá. Còn mình không niệm gì hết trơn, mà không niệm mà nhất là tu thiền đến chỗ vô niệm rồi thì không có niệm, thì không có niệm ai làm rước mình? Không nước thì mình lúc nó đi đâu? Phải lang thang như những cô hồn ra để ngoài đó hay không? Đó, đó là cái chỗ mà phải hiểu cho thật rõ. Còn niệm là còn sanh, hết niệm là vô sanh. Nhớ vậy, vô sanh còn trước là còn sanh, không ai trước hết là vô sanh. Như vậy thì vô sanh là gì? Là niết bàn. Cái mục đích mình tu là để đạt đến chỗ vô sanh là niết bàn. Mà bây giờ tới đó hết niệm là được vô sanh, là ngay đời này nhập niết bàn, không sướng hơn. Bởi vì cực lạc tu rồi, thời gian sau mới được vô sanh, mới được niết bàn, còn mất thì giờ nữa. Như vậy ai tắt cái này? Vậy mà thấy nhiều người không biết, cứ nghĩ mình tu là để sao hưởng, hưởng mà thấy có sanh mới hưởng, chứ không sanh là sao hưởng. Cho nên mình tưởng không ai rước ở lúc đó thì thôi lang thang. Thì đó là cái hiểu lầm, mà nói cho đó để cho quý vị thấy cái đường lối tu. Chứ nhiều khi nghe người ta nói cái tâm quả hốt, à có lý chứ, người ta niệm Phật thì nó sanh có Phật, người ta làm lành thì nó sanh có lành, còn mình không niệm ai hết thì sanh đâu bây giờ. Mà không ai rước mình thì từng đó mình làm sao đấy, phải không? Nếu bước vào một thế giới mới mà ngày đó nước mình buồn chết, phải không? Lúc đó không biết đi đâu. Bởi vậy nên phải biết rằng khi niệm sạch yên tĩnh thì đó là niết bàn, là vô sanh,
tự tại tự do, phải cần ai đón rước nữa hết. Còn đón còn rước là còn lệ thuộc, còn bị sanh, nhớ rõ như vậy. Bởi vậy nên cái câu đây nói để đi tới cái chỗ ngài dẫn cái câu của ngài Diễn Gia nói nguyên chữ Hán là thùy vô niệm, thùy vô sanh, phải không? Thùy là ai, ai vô niệm, ai vô sanh. Thì như vậy cái người tu khi mà mình đã đạt tới cái chỗ vô niệm vô sanh rồi thì lúc đó còn cái gì mà phải nói đi đâu, còn cái gì mà phải nói sanh tử. Cho nên đến đó ai vô niệm, ai vô sanh. Thì như vậy còn niệm thì tự nhiên còn sanh nơi này nơi kia. Khi mà niệm dứt rồi thì cái chuyện sanh tử nó không còn nữa. Cho nên nói ai vô niệm, ai vô sanh đó. Nhưng mà thực tình thì các vị Bồ Tát, các ngài tu á, thì các ngài chưa có chịu nhập niết bàn liền đâu. Không phải như mình, mình nóng, mình nôn nóng được niết bàn sốt, thì các ngài không có chịu nhập niết bàn sốt đâu. Tại sao vậy? Nếu mình trong đời này mới là một phàm phu tăng, rồi tu tới được vô niệm rồi cái nhập niết bàn, thì như vậy mình thành gì? Niết bàn của thanh văn mất rồi, thấy không? Bởi vậy nên cần phải độ sanh. Thế là độ chừng nào mà tất cả chúng sinh đều được niết bàn như mình thì chừng đó mình mới nhập, thì như vậy nó mới gọi là Bồ Tát hạng. Vì vậy cho nên các ngài dù cho tới chỗ vô sanh mà tới gần nhắm mắt các ngài khởi đại nguyện, nguyện đời sau mình sẽ làm gì gì cho chúng sinh, đại nguyện, khởi đại nguyện tức là khởi niệm, khởi niệm khác cái nguyện của mình. Vì vậy cho nên các ngài sẽ được đó, tiếp tục làm việc sẽ đâu có chịu một ngang đó là dừng yên. Dừng yên thì đâu có đủ được cái tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, phải không? Như giờ mấy chú tu thì hiện giờ giả sử giỏi lắm rồi, tới hết đời mình là yên lặng thanh tịnh hoàn toàn là giỏi lắm rồi, mình nói ngang đó nó thôi mình nhập niết bàn, thì như vậy có độ được bao nhiêu người? Cho nên mình phải khởi cái niệm độ sanh tức là đại nguyện, mà chưa khởi đại đại nguyện tức là khởi niệm, khởi niệm cho nên tiếp tục chỗ nào có duyên mình sanh ra rồi quá độ tới chừng nào đầy đủ hết chừng đó mới thành Phật. Chứ còn không phải hết niệm mới thành Phật liền, không phải như đâu. Tuy rằng ông Phật đã có sẵn nhưng mà phải để dành ông ngồi trong tòa sen, ông ngự đó đi làm việc cho chúng sinh đã, phải không? Chừng nào làm việc xong rồi thì chừng đó mời ông đứng dậy để mà nhập nước bàn. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa của người tu. Nếu mình không hiểu thì nhiều khi mình tu rồi mình cứ không hiểu là mình phải làm sao cho trúng. Bây giờ nói tới niệm Phật đây. Nay học giả muốn khởi chánh niệm để dứt ba nghiệp cũng nhờ công niệm Phật. Thế nào làm niệm Phật được dứt ba nghiệp? Vì khi niệm Phật thân ngồi ngay thẳng, không làm hạnh tà là dứt thân nghiệp. Miệng tụng chân ngôn, câu niệm Phật cũng như là chân ngôn. Chân là chân ngôn đây không phải nghĩa thằng chú. Chân là chân thật, ngôn là cái lời nói. Lời nói chân thật tức là cái lời niệm Phật đó. Chẳng nói lời tà là dứt khổ nghiệp. Ý gắn tinh tấn chẳng khởi tà niệm là dứt ý nghiệp. Xong người trí có ba bậc. Thì như vậy ngài giải thích chúng ta niệm Phật là để dứt ba nghiệp: nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý. Làm sao niệm Phật dứt được nghiệp thân? Bởi vì khi ngồi niệm Phật thì thân ngay thẳng, yên tĩnh, thì đó là dứt cái nghiệp ác của thân. Vì niệm Phật thân người ngay, ngồi ngay thẳng, không làm hạnh tà, đó là dứt nghiệp của thân. Miệng tụng tức là miệng niệm cái câu danh hiệu Phật, thì đó là chẳng nói lời tà, là dứt nghiệp của khẩu.
rồi ý gắng tinh tấn không cho nghĩ ác nghĩ bậy, đó là giúp được cái tà niệm đó. Mà tà niệm giúp đó là giúp cái ý nghiệp, thì như vậy niệm Phật có công năng giúp được ba nghiệp. Ba nghiệp, nhưng mà ở đây thì chúng ta hiểu cho rõ, không có ba nghiệp tạo ác, nhưng mà còn có cái nghiệp, nghiệp là tịnh, ý nghiệp là thuộc về cái niệm tịnh. Cho nên nói cõi Phật là cái cõi tịnh độ, mà người muốn được sanh cõi tịnh thì phải cái nghiệp tịnh, tức là ý nghiệp thanh tịnh thì mới được sanh về cõi Phật. Vì vậy mà mới có câu tam nghiệp hằng thanh tịnh đồng Phật vãng Tây Phương, là chỗ đó. Bây giờ ngài chia niệm Phật có ba hạng, và ba hạng đó ngài gọi là trí hết. Xong người trí có ba bậc, bậc thượng trí thì tâm tức là Phật chẳng nhờ tu thêm, niệm tức là trần chẳng cho một điểm. Câu này nghe có hiểu chứ, phải không? Tâm tức là Phật chẳng nhờ tu thêm, niệm tức là trần chẳng cho một điểm. Nghĩa là sao? Cái tâm an tịnh trong sáng của mình, đó là Phật rồi. An tịnh trong sáng tức là tịnh đó, cái tâm đó là Phật rồi. Dấy một niệm đó là có bụi, một niệm nó là bụi. Bởi vậy cho nên nói là niệm tức là trần, trần tức là bụi gì vậy? Chẳng cho một điểm, nghĩa là nó luôn thanh tịnh trong sáng. Mà giết niệm tức là có một bụi vô trong đó, vậy bụi vô đó thì sao? Nó mất cái thanh tịnh trong sáng đó. Cho nên niệm tức là trần. Rồi nhớ, quý vị nhớ trong nhà thiền có những cái câu nói rằng mạc vàng tuy quý rơi vào con mắt cũng bị sốt. Thì đó là muốn nói cái gì? Mạc vàng, vàng là quý đó, nhưng mà rơi vào con mắt mình một miếng mạc vàng thì chịu nổi không? Sao vậy? Sao nó quý quá mà không chịu? Bụi rơi thì mình sốt, mình khó chịu, mình chùi nó ra. Mạc vàng quý quá mà sao không để cho nó tốt mà mình cũng không chịu nữa? Bởi vì con mắt nó đương trong đương sáng, dù cho quý cái mạc vàng mà rơi trong đó cũng là khó chịu, phải không? Chứ đừng nói là bụi bọt. Thì như vậy bụi bặm là ví dụ cho niềm thiện, niềm ác. Còn mạc vàng ví dụ cho niềm tịnh, niềm tịnh là niềm Phật. Đối với cái tâm thể thanh tịnh, nó trong sáng thanh tịnh, đó là đủ rồi. Thêm một niệm tức là bụi. Hãy hiểu trong đó. Bởi vậy nên người tu thiền mà gọi là buông hết tất cả niệm là như vậy. Đó là còn có một niệm tức là còn một điểm bụi, mà có bụi thì cái chưa hoàn toàn trong sáng. Nhớ rõ, chứ để là mình không hiểu, mình nghe nói cho mình không biết tại sao. Bởi vậy nên nói rằng một niệm, niệm tức là trần chẳng cho một điểm, tức là không cho một điểm bụi nào dính ở trong cái chỗ mà trong sáng đó. Mà trong sáng gọi là tâm tức Phật á. Trong sáng đó tức là giác, là tánh giác sẵn của mình. Niệm trần vốn tịnh nên gọi như như bất động, tức là thân Phật đó. Niệm trần tức là những cái niệm lăng xăng của mình đó, nó vốn tịnh, nó được yên lặng hết rồi, nên gọi như như bất động. Thì lúc nó đã yên, nó không có giấy niệm nữa, thì gọi nó là như như, là bất động. Mà chính chỗ như như bất động tức là thân Phật của mình.
và thân Phật là thân nào? Ba thân, thân Phật đó là thân Phật nào? À, đó là thân Phật pháp thân đó. À, pháp thân chứ không phải thân báo mà là ứng. Cho nên nó niệm trần vốn tịnh. À, các cái niệm, niệm mà là bụi, mà những niệm nó yên lặng hết rồi, nên gọi như như bất động. Cái chỗ yên lặng đó gọi là như như, là bất động. Mà cái như như bất động đó thì gọi là thân Phật, tức là Phật pháp thân của chính mình. Thân Phật tức là thân ta. Bởi vì cái như như bất động đó đâu có rời mình, cho nên nó thân Phật tức là thân ta, không có hai tướng. Bởi vì nó đâu có tách rời mình được, mà có hai tướng, tướng không hai, tức là tất cả tướng đều không hai hết, lặng lẽ thường còn, còn mà chẳng biết, đó là Phật sống. Còn mà chẳng biết tức là Phật sống. Tại sao lặng lẽ thường còn, còn mà chẳng biết, đó là Phật sống? Bây giờ tôi ví dụ như có một phút giây nào tất cả quý vị không có giấy một chuyện nào ở trong tâm mình, tâm không có một niệm, mà mắt vẫn sáng, tai vẫn nghe, tất cả những cái cảm giác đều nguyên vẹn, không có mờ, không có thiếu, sáng rỡ rõ ràng, mà tâm an tịnh, không có giới niệm. Mà lúc đó mình cứ mắt sáng, tai nghe, tất cả các cái cơ quan đều sáng hết, mà tâm mình nó lặng lẽ như như thấy như vậy, không biết gì hết, đó là Phật sống. Còn chết thì mình biết mà mình được tịnh thì nó đã đọc mất rồi, thì Phật sống chết thôi, thành là Phật chết, thành là nó thế gì như vậy đó. Cho nên các ngài nghĩa là sống mà không có giấy niệm thì sống đó sống một cách trường sáng suốt, hằng giác hằng tri, thì gọi đó là Phật sống. Còn mình vừa là có cái niệm giấy lên thì mình chạy theo tạo niệm, cho nên rồi mình cứ luân hồi. Còn nếu mà vừa có yên chút thì khởi niệm mừng quá, nào được yên thì nó cũng mất tiêu cái yên, phải không? Nó không còn nữa. Thì như vậy ở đây là chỉ cho chúng ta thấy được Phật pháp thân của chính mình. Những lúc giờ phút đó là giờ phút sống với Phật pháp thân, mà Phật pháp thân hiện hữu chứ không phải vắng mặt, thì đó gọi là Phật thượng trí. Niệm Phật như vậy đó gọi là niệm niệm Phật sống, niệm Phật pháp thân đó, là thượng trí với niệm Phật duyên trệ. Thì như vậy cái niệm Phật này cả thiền và tịnh không hai không khác. Bây giờ Phật trung trí ác nương niệm Phật, chú ý chuyên cần, niệm niệm chẳng quên, tự tâm thuần thiện, niệm thiện đã hiện, niệm ác liền tiêu, niệm ác đã tiêu, chỉ còn niệm thiện. Do niệm là ý niệm nên niệm niệm diệt đó. Khi niệm 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 diệt ác về chánh đạo, lúc mạng chung được vui niết bàn, thường lạc ngã tịnh, là Phật đạo vậy. Đó, đây là Phật trung trí niệm Phật. Trung trí niệm Phật thì niệm cách nào? Nói rằng người trung trí niệm Phật thì chú ý chuyên cần, niệm niệm chẳng quên, tức là niệm niệm luôn luôn nhớ Phật, không bao giờ quên. Tự tâm thuần thiện, nhờ nhớ Phật mãi mãi, cho nên tâm mình hoàn toàn là thiện, không có cái niệm ác chen vào. Rồi niệm thiện đã hiện, tức là cái niệm Phật nó luôn luôn nó hiện tiền rồi, niệm ác liền tiêu. À, bởi vì niệm nó không có hai, khi mình nghĩ thiện thì nó không có cái ác, và khi nghĩ ác thì không có cái thiện. Nếu mà mình đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng là niệm thiện hết thì cái niệm ác theo đó nó tiêu hết. Niệm ác đã tiêu, chỉ còn niệm thiện. À, nếu mà niệm ác tiêu hết thì còn niệm thiện không? Do niệm là ý niệm, nên niệm đó là ý niệm chứ không cái gì khác, nên niệm niệm diệt đó, nó là ý niệm thiện thì những cái ý niệm ác không còn. Mà đã là ý niệm thì niệm niệm nó liên tục, bởi liên tục cho nên nó niệm niệm diệt đó.
đó là niệm này dấy lên, niệm kia lặn xuống, nhưng mà chỉ có niệm thiện thôi. Mà người được như vậy, khi niệm diệt ác về chánh đạo thì những cái niệm nó được yên rồi, thì lúc đó đi về chánh đạo. Mà thường trong kinh hay dùng cái chữ niệm đến vô niệm đó, cái niệm này nó dấy lên, niệm kia nó diệt đi, cứ niệm này dấy niệm kia diệt, cho tới niệm bao giờ không còn dấy niệm nữa, tức là niệm đến vô niệm đó, thì lúc đó là chánh đạo. Mà được chánh đạo rồi, lúc mạng chung được vui nước bàn, nghĩa là đến chỗ vô niệm, niệm đến vô niệm thì đó là niết bàn, chứ không có gì hết. Mà niết bàn thì có đủ bốn đức, thường là ngã tịnh, mà đầy đủ bốn đức đó là Phật đạo huệ. Thì ở đây dạy dùng niệm Phật để diệt niệm ác, niệm Phật diệt niệm ác hết rồi, chỉ còn câu niệm Phật. Niệm Phật mãi mãi, tới bao giờ câu niệm Phật cũng lặng luôn, thì niệm tới vô niệm. Mà niệm đến vô niệm đó là niết bàn, là thường lạc ngã định. Thì như vậy đó cũng là đi tới cái chỗ đạt đạo. Đó là bậc trung trí. Bây giờ bậc hạ trí thì miệng xuyên niệm lời Phật, tâm muốn thấy tướng Phật, thân nguyện sanh về nước Phật. Đó, hạ trí thì phải ba, đủ ba điều kiện: miệng thì niệm danh hiệu Phật, rồi thân tâm thì muốn thấy tướng Phật, tức là quán tướng Phật, rồi thân thì nguyện được sanh về cõi Phật. Miệng trước, miệng niệm cái danh hiệu Phật, rồi tâm thì muốn quán tưởng là thấy tướng Phật, rồi thân thì nguyện sanh về nước Phật. Ba cái đó, thân khẩu ý đều có cái chỗ hướng hết. Khẩu thì mượn cái danh hiệu Phật làm cái chỗ hướng, rồi tâm thì mượn hình tướng Phật làm chỗ hướng, thân thì nguyện được sanh về nước Phật làm chỗ hướng. Đó là ba cái: miệng, thân và tâm đều có cái chỗ mình hướng về. Ngày đêm siêng năng tu hành không có thối chuyển, sau khi mạng chung tùy niệm thiện đó được sanh về nước Phật, sau được chư Phật dạy bảo chánh pháp, chứng được bồ đề cũng vào quả Phật. Thì ở đây những cái gì mà dạy niệm Phật phải ráng nhớ để mình thực hiện cho đúng. Chúng ta dạy niệm Phật cứ đưa sang chuỗi những niệm cho nhiều chuỗi, phải không? Niệm được một đêm 10 chuỗi thì ghi sổ hoặc là vẽ cò làm dấu, để chừng nào đủ một muôn thì đem sổ lại thầy chứng cho, phải không? Như vậy thì chỉ là niệm cái danh hiệu xuông thôi. Nhiều khi quý bà niệm rất lành, niệm lia lịa cho nó hết rồi thì không biết chừng nào mà nó yên. Còn đây bảo niệm nó phải có chỗ tựa hết. Miệng thì niệm danh hiệu rồi, tâm phải nhớ tướng Phật, rồi thân thì nguyện sanh thì có Phật, nguyện sanh thì có Phật, hướng về cái tướng Phật và nhớ danh hiệu Phật. Ba cái đó thì thân khẩu ý mới thuần nhất được, chứ còn chỉ có miệng niệm không, hai kia không có. Mà hai kia không có thì làm sao mà tâm nó yên? Vì vậy cho nên tuy niệm Phật mà khó có kết quả, đó là cái chỗ mình làm nó không đúng. Cho nên nếu đúng thì là ba cái: miệng niệm danh hiệu Phật, tâm nhớ tưởng tướng Phật, rồi thân thì nguyện sanh về cõi Phật. Như vậy thì ba cái hợp tác thì lúc lâm chung khởi cái niệm thiện nên được sanh về cõi Phật. Về cõi Phật rồi sau này được đủ được điều kiện tu hành, được quả bồ đề thì sau cũng được thành Phật quả. Như vậy thì ba cái hạng trí bậc nhất, bậc nhì và bậc thứ ba, ba hạng đó đều là trí hết. Như vậy thì quý vị kiểm lại cho cái người niệm Phật bây giờ có trong ba hạng này không? Kể cả quý vị
trụ trì nhỏ nhỏ đó, không biết có niệm đủ ba cái điều thầy đó mà, hay là chỉ có sâu chuỗi cho to rồi đành cắt cắt đi thôi để chuyển nhớ tình điều Phật thôi, chứ cũng không có có phát nguyện sanh gì tới Phật, mà cũng không muốn thấy tướng Phật. Bởi vậy cho nên niệm niệm mà cứ nhớ chuyện này chuyện nọ chuyện kia, miệng thì được niệm Phật mà cái ý nhớ chỗ khác, chắc phải nhớ Phật phải không? Bây giờ mình miệng thì niệm ý mình nhớ Phật nhá, miệng niệm Phật ý nhớ Phật, còn thân này nguyện sanh thì có Phật nữa. Như vậy thì tính hạnh nguyện đầy đủ, còn nếu không thì mình thiếu, thiếu thì khó kết quả. Đó là cái ý nghĩa nói về cái ba cái hạng niệm Phật. Bây giờ kết thúc, ba bậc trên sâu cạn chẳng đồng, chỗ được là một vậy à, tuy có cao có thấp khác nhau, có sâu có cạn khác nhau, nhưng mà khi được thành quả Phật ấy, thì không có khác, cho nên chỗ được là một vậy. Xong bậc thượng trí nói thì dễ mà hành thì khó. Bậc thượng trí nói tâm trước Phật thì nghe dễ lắm, nhưng mà thực hành thật là đắng cay. Người thời nay muốn theo gương học, toàn không có chỗ gá nương, trọn không trăm bờ rồi lui, rất khó đặt chân. Người thời nay nghe nói về cái bậc thượng trí niệm Phật đó, đó là tức tâm tức Phật đó, thì nghe thì dễ, bây giờ muốn noi theo cái gương đó mà tu mà học, nhưng mà về cái đó nó không có chỗ nương, không có chỗ gá, tức tâm tức Phật không biết gá vào đâu, tựa vào đâu mà theo. Bởi vậy cho nên trọn trăm bờ rồi lui, nghĩa là nhìn thấy nghe nói cao quá khó thì ngán, ngán là có lui hết, họ không có thể thực hiện được, cho nên rất khó đặt chân. Vì vậy mà khó có tiến lên con đường đó. Bây giờ tôi bật cái kế, bật trung trí nếu hay siêng tu như lời nói ở trên thì tức khắc thành Phật. Nếu như lậu chưa hết mà lâm chung, tùy quả báo kia trở lại thọ sanh ở đời, nhận quả báo thiện, quả báo thiện đã hết, không có người đánh thức, trở lại chơi vào đường ác, như thế đó cũng là khó vậy à. Bây giờ bậc trung thì mình niệm, niệm cho đến vô niệm, nhưng mà giờ niệm chưa được vô niệm thì nó liền nhập tịch liền, mà tịch rồi thì chưa vô niệm mà đâu được niết bàn. Bởi vì cái hạng hạng trung trí không có nguyện giảng sanh, mà chỉ lấy niệm diệt niệm, mà diệt niệm hết cho tới vô niệm, thì tới vô niệm thì để nhập niết bàn. Nhưng bây giờ mình tới vô niệm rồi mình không được vãng sanh, bây giờ do cái niệm thiện nên được sanh về cõi thiện, mà nếu được sanh về cõi thiện ra đời không gặp thì hữu thì thức nhất á, không quên. Có nhiều người, nếu chúng ta thấy ở hiện tại có những người họ có phước, họ mới được làm quan to, làm ông này ông nọ, họ mới được giàu lớn, chứ nếu vô phước thì đâu được, phải không? Vô phước thì đâu được làm quan, vô phước thì đâu được giàu lớn. Mà có phước mà tại sao có nhiều ông giàu lớn thì kia mà vẫn không có lương thiện thì sao? Là tại vì xưa kia họ có cái lòng tốt, có cái hành động tốt, cho nên bây giờ họ được phước và hưởng. Nhưng mà khi được phước đó mà họ không có cái duyên để gặp thiện hưởng như thích nhất. Bởi vậy cho nên hưởng hết cái phước rồi cái gặp ai suối cái gì ác mà họ làm, mà làm cho nên hết phước rồi họ đọa trở lại đi trong đường khổ. Nói như vậy đó, cho nên cái điều mà hết sức hệ trọng mà trong thế giới Phật tử mình ít người biết, tại sao mình hưởng hết phước rồi mình phải đọa, mà không cho mình có phước mà hưởng hết rồi cái có người nhắc mình để mình được tiến lên khỏi đọa. Chỗ đó
quý vị thấy có người giàu sang sung sướng nhưng rồi bị bạn bè lôi cuốn làm điều ác, nhưng có những người cũng giàu sang sung sướng nhưng mà họ vẫn biết tu, phải không? Thì như vậy hai cái ai được giàu sang sung sướng đều là có phước hết. Mà tại sao người kia giàu sang sung sướng là biết tu, còn người nọ giàu sang sung sướng là làm ác? Tại sao vậy? Cái đó là lý do gì? Đó là cái câu mà tôi muốn nhắc cho tất cả hiểu. Phật dạy Phật tử làm lành nhưng mà phải quy y Tam Bảo. Tại sao phải quy y Tam Bảo? Tức là mình phải đối trước Phật Pháp Tăng hứa nguyện đời đời được hướng theo con đường Phật Pháp để cho mình tu hành đến khi thành Phật mới thôi. Bởi mình có cái nguyện đó, quy y Tam Bảo là cái duyên tốt để mình gieo cái duyên đó trong đời này và mãi những đời về sau gặp thiện hữu thiện thích nhắc nhở mình. Bởi vì mình quy y đâu phải chỉ Phật thôi mà còn Pháp và Tăng. Mà Tăng thì trong đâu chắc gì mấy ông Tăng đời này nhắm nhất bạc liền, phải không? Mà mình còn phải đáo đi lộn lại không biết bao nhiêu đời nữa. Bây giờ giả sử đời này có người quy y với tôi, à, tôi chết chắc gì tôi đã vào nhất bàn. À, nếu tôi trở lại thì cái người đó có duyên với tôi, có duyên với tôi thì tôi khắc khá một chút, thì lâu lâu gặp cái tôi cũng nhắc người đó. Nhắc người đó thì thầy tiến một bước, trò tiến được nửa bước, hoặc là thầy tiến hai bước, trò tiến được bước, thì lần lần nhắc nhở và dẫn nhau đi. Đó là có thiện hữu thiện thích nhắc nhở, cho nên không có quên, không có mất cái giống lành. Còn những người đời này họ có phương tiện, họ cũng làm lành nhưng mà họ không quy y Tam Bảo, cho nên rồi ra đâu có gặp thiện hữu thiện thích, nó toàn là họ quen với mấy cái người thường mà thôi. Cho nên gặp thì có nhiều người suối làm quấy làm ác, cái rồi tạo tội rồi đọa. Bởi vậy cho nên cái duyên thiện hữu thiện thích đời sau nó cũng rất là thiết yếu. Đời này đã thiết yếu rồi, đời sau càng thiết yếu hơn. Bởi vậy nên Phật dạy người Phật tử nào cũng phải nhớ quy y Tam Bảo, có quy y Tam Bảo mới thành Phật tử. Là vậy đó. Chứ thật ra nếu mình làm lành làm phước thì đều được hưởng phước như nhau, nhưng mà khác cái là bên nay làm lành làm phước khi đời sau được hưởng cái phước đó mà không có người nhắc nhở, còn bên nay mình làm phước nhưng sau này ra đời vẫn được hưởng phước mà lại có người nhắc nhở. Cho nên không quên cái duyên cũ mà nó mới tiến tới, mãi mãi không có lùi. À, bởi vậy cái chỗ mà nói rằng cái đời sau thọ báo đó thì do là mình hưởng hết phước mới thọ cái quả báo như vậy. Thì quý vị thấy cái quan trọng của sự tu, chứ Phật không có bài những chuyện thường, không phải là cái chuyện quy y là cái chuyện rất thường, mà đó là chuyện tối quan trọng đối với cái người mới phát tâm. Nhờ phát tâm quy y trước Tam Bảo rồi mình được nương theo Phật, nương theo chánh pháp của Phật và có những cái bậc thầy làm thiện hữu tri thức cho mình, chỉ dạy mình đường lối tu trong hiện tại. Rồi khi mình nhắm mắt đời sau gặp lại, bởi có duyên thầy trò cho nên sớm gặp lại rồi nhắc nhở mình tiến thêm, như vậy đời đời đi mãi trong cái chánh pháp và đến cái khi kết quả cuối cùng là thành Phật mới thôi. Còn nếu không có người đánh thức thì đời này thì biết đạo chút ít nhưng mà đời sau nhiều khi trở lại làm ác làm dữ cũng có. Đó là cái chỗ quan trọng tôi muốn chỉ. Nếu như lậu chưa hết mà lâm chung á, tức là niệm Phật mà chưa dứt được lậu, tùy quả báo kia trở lại thọ sanh đời sau, sanh ở đời nhận quả báo thiện, quả báo thiện đã hết, không có người đánh thức
trở lại rơi vào đường ác. Đó là cái chỗ mà nãy giờ tôi nói đó. Như thế đó cũng là khó vậy. Như vậy thì đời này tu được mà đời sau chưa chắc đã tu được. Bậc hạ trí lấy niệm Phật làm nấc thang, lấy tinh tấn làm cây thang, chú ý duyên lành nguyện sanh về nước Phật, siêng năng không người biết, tâm tánh thuần thục, sau khi mạng chung tùy theo sở nguyện được sanh về nước Phật. Đã sanh về nước Phật, thân đó không bao giờ mất. Như vậy thì cái bậc hạ trí có cái chỗ tựa đỡ vững chắc hơn. Bởi vì miệng thì niệm danh hiệu Phật, tâm thì nhớ hình tướng Phật, rồi thân thì nguyện sanh về nước Phật. Cho nên khi nhắm mắt thì có cái chỗ để họ hướng, mà hướng về đó rồi được sanh nơi nước Phật. Cho nên họ tiếp tục tu không có mất cái học giống làm. Còn nếu chúng ta chưa được sanh về nước Phật thì nhớ phải quy y Tam Bảo để sanh nơi nào có được hiện hữu tri thức nhé, chứ không thì có thể rơi vào đường ác. Bây giờ kết thúc lại, nhắc nhở người tu nên chọn người học thời nay đã được thân người ba nghiệp đồng có mà chẳng dùng niệm Phật cầu sanh về cõi Phật, đâu chẳng khó sao? Bây giờ người tu bên đời này nếu mà không có dùng niệm Phật cầu sanh nước Phật thì như vậy đó là việc tu cũng hơi khó. Như muốn niệm Phật tức lấy bậc hạ trí làm trước. Nếu mà tu về niệm Phật thì phải nương theo cái bậc hạ trí đó. Tại sao? Vì có chú ý vậy, tức là có cái chỗ để mình nhắm tới. Ví như xây đài ba tầng mà chẳng dùng tầng dưới làm trước thì không thể có vậy. Như vậy thì trong ba cách niệm Phật chỉ có cái cách dưới là dễ hơn hết, có cái chỗ tựa và bảo đảm đời sau sanh ra gặp Phật rồi ở nước Phật không có khối chuyển. Còn mấy cái kia thì nó hơi khó. Thì qua cái bài này thì tôi cũng muốn nói cho rõ cho quý vị thấy cái tinh thần thiền tông đời Trần, từ ngày Trần Thái Tông cho tới về sau đời Trần, các ngài tu thiền mà các ngài không có chống niệm Phật, tức là không có chống tịnh độ, mà vẫn là chỉ cho chúng ta cái cách tu tịnh độ thế nào cho hợp lý, cho đúng pháp. Như vậy thì tịnh độ và thiền nó là hòa hợp chứ nó không phải chống đối. Chúng ta thấy tinh thần các vị thiền sư đời Trần đâu những là ở trong cái pháp niệm Phật và pháp tu thiền mình dung hòa nhau, mà kể cả luôn Khổng giáo, Lão giáo cũng đều bao dung hết, không có chia rẽ, không có đối nghịch. Lấy cái thiền tâm làm chỗ tựa để dung hợp Lão giáo, Khổng giáo thành một nhà. Đó là cái thế để cho chúng ta thấy người tu không có đặt ai là kẻ thù, không thấy ai là kẻ đáng cho mình chống đối hết, mà mình phải hòa hợp để cho mình và mọi người đều tiến tu không thối chuyển. Như vậy thì quan niệm rộng rãi bao dung của thiền tông đời Trần để chứng tỏ rằng tất cả những vị tu ấy khi bước qua khỏi cái chỗ riêng tư mà ở trong nhà Phật gọi là cái cuộc chấp, cũng như chúng ta ngồi ở trong nhà nhìn ra bốn phương, thì nếu chúng ta thấy bốn phương thì chẳng qua thấy bằng cửa sổ cửa cái mở, thì thấy bằng cửa sổ cửa cái là cái thấy bị hạn chế, bị cuộc hạn đó, cho nên gọi là cuộc. Còn nếu chúng ta bước ra khỏi nhà
đứng ngoài trống ngoài trời nhìn bốn phương thì chúng ta không có gì bị ngăn cách hết. Cái đó là thông. Người tu khi mà đến cái chỗ thấy tâm mình Đức Phật thì ai không có tâm, phải không? Mà ai cũng có tâm thì ai có Phật không? Thì ai cũng có Phật. Dù ông đó ông tu theo Khổng giáo, ông cũng có Phật. Ông kia tu theo Lão giáo, ông cũng có Phật. Mình tu theo Phật giáo, mình có Phật. Thì ai cũng có Phật hết. Mà đã có Phật hết thì ai cũng là giống nhau, phải không? Không, không thể ông Phật này khác ông Phật kia được. Nếu khác thì không phải là Phật, mà Phật Phật. Cho nên nó là Phật Phật đạo đồng. Phật Phật thì không có khác nhau. Mình thấy ai cũng có Phật tính hết thì có người nào đáng cho mình phải thù ghét đâu. Không lẽ Phật ghét Phật, Phật thù Phật sao? Phải không? Mà bây giờ mình thù ghét người này người kia, tức là mình biết họ có Phật tánh mà thù ghét họ, tức là thù ghét ông Phật của họ sao? Thì như vậy đó là cái sai lầm. Cho nên mình đã nhận tất cả đều có tánh Phật như nhau. Mà có tánh Phật như nhau thì không ai là người đáng cho mình thù ghét hết. Chỉ có thương, buồn là họ có tánh Phật, họ không có khai triển để cho nó phát ra, nó hiện ra đầy đủ thôi. Chứ mình không có thù họ. Không thể Phật ghét Phật. Còn nếu ghét Phật thì mình chưa có Phật. Nếu mình ghét họ là mình chưa thấy có Phật của mình, cũng như không biết Phật của họ. Còn nếu mình biết ai cũng có Phật hết thì không có ghét. Quý vị hiểu dùng cái đó cho tôi một chút. Phật không có ghét Phật, mà ai cũng có tánh Phật hết. Phải vậy không? Trong kinh có nói câu đó không? Tất cả chúng sinh đều có tánh giác. Mà tính giác thì tức là tánh Phật. Thì đã có tánh Phật thì mình nhận mình có tánh Phật, thì biết người khác cũng có tánh Phật. Thì chẳng lẽ ông Phật này đi biết ông Phật kia? Nên ghét không? Không có nên ghét. Như vậy thì đối với mọi người, dù không phải là người tu theo đạo Phật, mình cũng thấy họ có Phật, phải không? Mà thấy có Phật thì cũng không dám ghét họ. Ghét họ đạo Phật mình mất tiêu rồi, phải không? Muốn cho Phật mình sống trọn vẹn là Phật ấy, thì không nên ghét một Phật nào hết. Nghĩa là thấy Phật nào thì cũng quý. Cho nên cái câu mà tôi cho rằng rất là hy hữu của Ngài Bồ Tát Thường Bất Khinh: tôi không dám khinh các Ngài, các Ngài đều sẽ thấy Phật. Tại ai cũng có ông Phật rồi, phải không? Mà không dám khinh, không dám khinh tức là phải trọng, phải quý. Mà trọng quý thì có ghét ai không? Có thù ai không? Nếu thù ghét là không còn trọng quý nữa. Trọng quý là không có thù ghét, phải không? Hiểu được chỗ đó thì mới thấy cái tinh thần đạo Phật nó tràn khắp. Mình lâu nay mình cứ nói theo cái thế gian, nói tất cả nhân loại ở trên thế gian này đều là nhân loại, tức là cùng là nhân loại thì phải thương với nhau. Thì nói vậy nghe nó cũng tốt lắm rồi, phải không? Còn nếu nói theo cái tinh thần thiền tâm ở chỗ này thì tất cả nhân loại đều là Phật hết, phải không? Mà đã Phật thì không dám, không bao giờ dám khinh ai, mà cũng không bao giờ dám ghét ai hết. Như vậy thì quý vị kiểm cho trong bụng quý vị có thương ai ghét ai không? Đó. Mà nếu có thương có ghét thì ông Phật của mình ông tẳng mất rồi. Ông không có thiện. Bởi với cái tinh thần này, tôi nhắc cho tất cả biết rằng chúng ta tu không phải cố gắng, không phải dằn ép, không phải dẹp bỏ, mà phải nhìn cho tường tận rằng ai cũng có tánh giác. Mình biết cái tánh giác mình thực có hiện hữu thì cũng biết tánh giác người cũng thực có hiện hữu. Nhưng khác nhau chăng chỉ là một bên biết để tìm mọi cách khai thác ra được sáng tỏ,
Còn bên không biết thì vẫn để có tánh giác mà để mờ mịt tối thâm thôi, chứ ai cũng có, đừng có khi ai. Mình không dám khi ai thì mình không dám giận ai, ghét ai. Người nào mình cũng quý hết mà giận sao được, giận ghét tức là hết quý rồi. Như vậy thì sống trong cuộc đời này mình thấy cái tâm mình mới là bình đẳng đối với tất cả chúng sinh, chứ còn không thì mình có cái tâm phân biệt người này hay kẻ kia dở. Từ cái phân biệt đó mình lại sanh ra nhiều cái bệnh chướng khác. Vậy mình nhớ ai cũng có ông Phật, mà có ông Phật thì ai cũng là đáng quý. Mà cái câu Bồ Tát Thường Bất Kinh quý vị cũng ráng nhớ giùm tôi cái, nghĩa là gặp ai cũng bái ba, tôi cũng dám khinh các ngài, các ngài được sẽ thành Phật. Câu đó sức kỳ giảng đơn, chỉ nhiều đó là tu suốt đời không rồi, phải không? Nếu mà mình biết ai cũng sẽ thành Phật thì đâu dám khinh ông Phật này. Phật này ngày mai ông thành rồi, mình chưa chắc đã theo kiểu ổng, làm sao dám khinh. Đó là cái điều thiết yếu trong sự tu. Mình nhờ thấy được như vậy cho nên rồi sống trong cuộc đời không có phiền não. Những cái xấu cái dở nó thôi, cái đó là những cái bụi mà bụi che lấp cái gương, bụi tốt, bụi xấu rồi thôi, khỏi cái nó hết rồi. Ông Phật ở trong đó, ông hơi vĩnh viễn, ông còn và thì giận người đó là hay là ghét người đó, không phải người đó đáng giận đáng ghét, chẳng qua những cái bụi, bụi xấu phủi hết, chứ đừng có cố định, đừng có ghét hoài, thấy không? Nên mình cũng vậy, mình cũng có một hai thứ phiền não nào đó thì đó là những thứ bụi, phải không? Thì những bụi đó mình quét là xong cũng sạch, chỉ có ông Phật mình không ai quét được hết. Cái đó mới là cái lâu dài, cái đó là cái kế vĩnh viễn. Nên tu là phải đạt được cái đó. Thì như vậy hiểu được cái ý này thì quý vị mới thấy cái tinh thần của các vị thiền sư ngày xưa đối với mọi người, hoặc là mới thấy cái tinh thần các vị Bồ Tát nhìn chúng sinh. Nếu không thì mình nhiều khi cái nhìn nó phàm tục quá rồi gây phiền não với nhau. Đó là cái bài niệm Phật xong, bây giờ tới cái bài tựa bình đẳng sám hối. Đây là bài tựa ngài có cái quyển nói về bình đẳng sám hối, ngài mới viết bài tựa này. Nhưng cái quyển sách đó mất rồi, chỉ có còn sót lại bài tựa. Ở đây tôi giảng về bài tựa. Tựa bình đẳng sám hối, pháp tánh như như, không có niệm lự, niệm lự trình mãi tóc, trên nguyên trong lặng, xưa nay bạc cả bụi nhớ. Bởi chợt khởi bỗng dương, hiện thành thân quyển, chạy theo nghiệp thức, quên mất hạt minh châu, tan hết gia tài, sáu căn ham mê tham dục. Nếu có thu nhận tịnh pháp, ác hay tẩy sạch vọng trần, pháp tâm bình đẳng nhất trên, lễ thể pháp thân vô tướng, tiến vào trong ấy thì tự thọ dụng và tha thọ dụng lẫn nhau, nhằm bên kia cầu thì diệt ngục mập mờ liền tự hiện. Đó, bài này là một bài sám hối, mà sám hối bình đẳng. Mở đầu quý vị thấy mấy chữ pháp tánh như như, không có niệm lự trình mãi tóc. Pháp tánh nó là như như, thành ra dùng những cái từ pháp tánh chân nguyên đó là điều để chỉ cho cái thể tâm trong sạch sáng suốt của mọi người sẵn có đó. Nó là như như, là bất động, thể của nó không có một niệm lự chừng mãi tóc nữa. Nhưng mà vì quên nó đi cho nên niệm nó chạy theo, nó chạy cho có hàng, có dọc, có từng đàn, từng đống, chứ nó không có ít. Đó là tại vì quên cái pháp tánh như như. Còn chân nguyên trong lạnh, xưa nay tặc cả bụi nhơ, về cái thể chân nguyên thì nó trong sạch lặng lẽ, nó không có một tí bụi nhơ. Bụi nhơ tức là niệm, niệm gọi là trần đó,
đó, những cái niệm khởi là bụi nhơ. Như vậy thì hai câu này để nói rõ thì chúng ta thấy rằng cái pháp thanh thanh định của chúng ta nó không có một mảy niệm, nó không có một mảy phiền não dính được. Nó là một cái thể trong sáng, lặng lẽ, thủy chung như nhất, không có đổi thay, không có giấy động. Đó là nói cái thể pháp thân trong sạch. Rồi bây giờ nói lý do gì mà mình có cái thân này? Bởi chợt khởi vọng duyên hiện thành thân nguyện. À, bởi vì mình khởi cái niệm chạy theo ngoại trần, đó, cho nên gọi là khởi vọng duyên hiện thành thân nguyện. Do đó mà mới có cái thân nguyện này. Như hồi nãy tôi nói thì khi mình nhắm mắt, thân này vừa bỏ sang thân khác, thì cái khi đó lúc hôn mê mình khởi niệm hướng về cái gì thì cái thân nguyện theo đó mà nó cấu tạo, chạy theo nghiệp thức. À, những cái nghiệp thức là những cái biết của cái thói quen đó, thói quen làm thiện, thói quen làm ác, theo cái biết đó mà nó dẫn mình đi, mà dẫn đi cho nên mình quên mất hạt minh châu. Hạt minh châu tức là cái thể pháp tánh chân nguyên như như trong lặng đó, đó phải là hạt minh châu, mình bị quên mất đi. À, tan hết gia tài, thì gia tài tức là của báo trong nhà đó, tức là khi mà mình đã giấy niệm chạy theo nghiệp thức rồi thì lúc đó cái thể pháp tánh chân thật của mình nó không còn, cho nên nói rằng quên mất hạt minh châu rồi tan hết cả gia tài, tức là của báo, gọi là pháp bảo hay tài bảo đó. Rồi lúc đó đã có thân, cho nên sáu căn ham mê tham dục, tức là khi có cái thân quyển này rồi, nhớ thân này là thân quyển nha, chứ không phải thân thiệt. Quý vị nhớ giùm tôi, thân này là quyển. Tại sao tôi dám nói vậy? Bởi vì từ 70 tuổi trở lên biết thân quyển chắc chắn nóng trong tay. Quý vị ôm lại mấy mươi năm rồi như giấc mộng, có gì đó không? Thành ra thân này không bao lâu nó sẽ trở thành bụi đất. Rồi nó ngày nay có, mai kia nó thành bụi đất thì thiệt không? Thiệt không? Quý vị thì còn dài thì thấy bên lâu lâu trước, tôi thì ngắn mà thành tôi thấy mau, mau cho nên dễ thấy, còn lâu cho nên khó thấy. Nên thân này là cái thân nguyện, nghĩa là tạm có đó rồi nó tan lại. Nhưng mà khi có rồi thì trong thân lại có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ở ngoài cảnh thì có sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Để căn nó cứ mê theo trần à, rồi sanh ra cái tham dục, tức là ham muốn, mê sai ham muốn theo sáu trần. Cả ngày kiếm bao nhiêu chuyện đó, phải không? Nghe sáng mở mắt ra thì lo gì? Lo kiếm ăn cho thỏa mãn cái lưỡi à, ăn rồi cái lo gì? Ra đi chơi, ngắm cái này đẹp, ngắm cái kia đẹp, cho thỏa mãn con mắt. Rồi cái tối nghe cái gì? Nghe âm thanh, âm nhạc, rồi cho vui lỗ tai. Rồi cứ vậy, lo cho mắt, lo cho tai, cho mũi, cho lưỡi, thỏa mãn, cho thân nữa. Ngày này qua tháng kia, mê mãi trong cái thỏa mãn sáu trần cho sáu căn. Rồi sáu căn thỏa mãn sáu trần, cứ lo vậy mà có ai thỏa mãn chưa? À, nói gần nhất là cái lưỡi thôi. Bữa nay được ăn ngon, chưa chắc mai đã được ăn ngon, phải không? Như vậy thì lâu lâu mới được bữa thỏa mãn cái lưỡi. Vậy đó mà cũng lạc đổ một hôi sót con mắt, chưa biết thỏa mãn được cái lưỡi hay không. Hút nữa là thỏa mãn lỗ mũi, lỗ tai, con mắt, cho thân nữa. Thì thật là khó. Nếu mà đem thân này làm chí tử chưa chắc đã thỏa mãn nó, nhưng mà đem cái thân làm rồi thỏa mãn được cái thân, rốt cuộc là thành cái gì? À, thành cái không.
chứ không có cái gì hết. Vì thanh sẽ quả, quả thành không, rồi trần cũng quả, quả thành không, thì hai cái không đó mình cố gắng thỏa mãn để rồi thành không, như vậy mình khôn không? Nói vậy nên tôi thường nói chúng ta là những con giả trà xe cát mài biển, nghĩa là làm cồi được cũng cá cao cao, cây sống cùi được cây rồi cuốn qua cá làm nữa, cứ vậy làm vài ngày này tới ngày nọ, tới chừng là ngã là chết thôi. Bây giờ cũng vậy, làm sao để thỏa mãn sáu căn nội kinh lưỡi đó, quý vị thấy thỏa mãn nó cũng là kinh chí tử rồi đó, phải không? Nghĩa là mỗi ngày mà làm cho được những món ăn vừa với cái lưỡi, sáng trưa chiều thì ngày đó cũng là kịp bao nhiêu, hơn nữa là thỏa mãn con mắt, thỏa mãn lỗ tai, thỏa mãn cái thân thì thôi không biết chừng nào mà xong. Mà chưa thỏa mãn hết thì đùng cái nó hoài, thì những cái để cho nó thỏa mãn cũng hoài theo, thì rốt cuộc rồi thì tất cả chúng ta dồn sức để làm một cái việc, việc đó rốt cuộc trở thành không. Vậy đó, mà được chút chút là cũng cho mình khôn lắm rồi đó, phải không? Thông minh lắm cho nên mới được làm được hơn người ta chút này chút nọ. Bởi vậy cho nên nói rằng cái thanh quyển là chỗ đó đó. Mà khi chúng ta đuổi theo cái nghiệp thức đó thì chúng ta quên cái của báo của mình, tức là cái pháp tánh, cái chân nguyên của chính chúng ta đó. Nếu có thu nhận tịnh pháp, ác hay tẩy sạch vọng trần à, bây giờ đây nếu chúng ta thức tỉnh, chúng ta có học hỏi được một chút ít tịnh pháp, tịnh pháp tức là pháp thanh tịnh của nhà Phật, ác hay tẩy sạch vọng trần, tức là chúng ta hay tẩy sạch hết những cái vọng trần, những cái tâm tưởng hư dối, như những cái hạt bụi nó làm che mờ cái gương sáng của mình vậy. Phát tâm bình đẳng nhất chân, lễ thể pháp thân vô tướng à, bây giờ mình sám hối, mà sám hối bằng cái tâm bình đẳng nhất chân. Như khi nãy tôi nói, quý vị biết mình có Phật tánh, rồi biết mọi người cũng có Phật tánh, ai ai cũng có Phật tánh, thì cái đó có bình đẳng chưa? Nếu thấy ai cũng có Phật tánh hết thì mọi người đều bình đẳng. Bây giờ mình biết tất cả đều có Phật tánh, cho nên tất cả đều bình đẳng như nhau à, gọi là bình đẳng nhất chân. Như vậy thì chúng ta lễ Phật là Phật nào? Tức là hướng về Phật pháp thân vô tướng đó. Như hồi nãy trên nói, Phật pháp thân, thân tức là pháp tánh, là chân nguyên đó. Nghĩa là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng xoay lại, cũng nhớ mãi nơi ta có tánh giác, tánh giác là bình đẳng, nhớ mãi như vậy, hướng mãi như vậy, đó là chúng ta sám hối, bình đẳng sám hối đó. Tiến vào trong ấy thì tự thọ dụng và tha thọ dụng lẫn nhau. Nếu chúng ta tiến vào trong cái thể pháp thân vô tướng đó, đã vô tướng làm sao mà tiến vào? Nghĩa là chúng ta hằng nhớ, hằng sống với cái thể pháp thân thanh tịnh bình đẳng đó, thì lâu rồi thì tự thọ dụng, tức là cái thọ dụng của chính mình được thanh tịnh sáng suốt. Tha thọ dụng là cái thọ dụng cho người, từ mình thanh tịnh sáng suốt, người gần mình họ cũng hưởng được cái thanh tịnh phần nào. Như vậy thì tự thọ dụng, tha thọ dụng, hai bên đều nó có lợi ích hết à. Như vậy là chúng ta biết trở về với cái pháp thân thanh tịnh của mình. Nhằm bên kia cầu thì diện mục mập mờ liền tự hiện. Nhằm bên kia cầu tức là nhằm bên cái thể pháp thân bình đẳng đó mà cầu đó. Tức là cầu có nghĩa là mình trở về, mình sống lại với cái thể pháp thân bình đẳng đó, thì diện mục tức là bản lai diện mục của mình hồi xưa nó mờ mờ, bây giờ lần lần cái nó hiện sáng ra, nó không còn mờ mịt nữa. Như vậy thì đây thật là đi thẳng vào lý,
chỉ cho cái pháp thân thanh tịnh. Chúng ta sám hối bằng cách hướng về pháp thân thanh tịnh của mình và nhận chân pháp thân đó không riêng mình có mà tất cả chúng sinh đều có, đó là bình đẳng. Tuy nhiên như thế, kiếm chưa rút ra khỏi hộp ngọc thì chỗ loạn khó yên, thuốc ra khỏi bình vàng thì gốc bệnh mới lành. À, tuy nhiên như thế nghĩa là chúng ta tuy biết rằng mình có sẵn pháp thân thanh tịnh hay là có tánh sát trong tánh giác trong sáng sẵn có rồi, nhưng mà kiếm chưa rút ra khỏi hộp ngọc thì chỗ loạn khó yên, nghĩa là người họ đi dẹp giặc dẹp loạn, nếu họ chưa có rút kiếm ra để trừ giặc trừ loạn thì giặc loạn nó chưa yên. Tuy đã có kiếm sẵn ở trong hộp mà phải có cái dụng công rút ra khỏi hộp rồi mới có thể trị được giặc giúp được loạn. Thì mình cũng vậy, tuy có tánh giác sẵn, có pháp thân sẵn mà nếu không dụng công thì nó cũng không có diệu dụng. Cho nên cái giới thứ hai nói thuốc ra khỏi bình vàng, tức là cái thuốc hay linh đơn thần dược, bệnh gì cũng trị được, mà nếu nó còn nằm trong bệnh thì bệnh người ta có lành chưa? Chưa, mà phải trút ra khỏi bình vàng rồi thì gốc bệnh mới lành. Thì như vậy hai cái hình ảnh để nói lên cho chúng ta nhớ, chúng ta sẵn có pháp thân, sẵn có tánh giác, giống như là trong hộp chúng ta, trong cái hộp ngọc chúng ta sẵn có cây kiếm dẹp hết tất cả cái kẻ thù hay là những cái kẻ loạn. Tuy có vậy mà chúng ta chưa rút kiếm ra thì kẻ loạn cũng vẫn còn, phải không? Chúng ta có thuốc hay, thuốc quý chữa lành tất cả bệnh, nhưng mà thuốc chúng ta còn để trong bình thì bệnh thiên hạ cũng chưa lành, cần phải trút ra khỏi bình. Thì tóm lại hai câu này ý nói rằng tuy chúng ta có pháp thân, chúng ta có tánh giác sẵn, nhưng mà phải có dụng công tu, nhờ cái công tu đó chúng ta mới được cái diệu dụng, mới được cái lợi ích cho chúng, cho mình, cho người. Chứ nếu không có tu thì tuy nói là hay mà rốt cuộc không có gì hết. Đó là cái lời Ngài nhắc chúng ta phải ứng dụng. Trẫm khi muôn việc rảnh rỗi, xem thấu chỗ sâu xa của ba tạng, gặp được pháp môn này, chỉ thẳng trong người có khả năng thành Phật. À, đây là khi làm vua mà có lúc nào rảnh rỗi thì ông đọc kinh, đọc cả ba tạng kinh, thì mình thấy ông vua quá siêng năng. Còn bây giờ mình, nhất là quý Phật tử cư sĩ mình, gọi là ông dân không được siêng năng. Thấy không? Ông dân không được siêng năng, hay nói cách thẳng hơn thì ông dân lười biếng. Thấy không? Nghĩa là làm ăn chút ít vậy, nuôi vợ nuôi con năm ba người mà cũng không chịu coi kinh coi sách gì hết. Còn ông làm vua cai trị cả muôn dân mà rảnh cái là ông xem hết ba tạng kinh để tìm cái gì hay rút ra chỉ dạy cho người. Đó, thì mới như vậy mới gọi là một ông vua hết sức là siêng năng. Còn chúng ta bây giờ việc làm chút chút vậy đó mà than thở bận rộn quá coi kinh không được, hay là bận rộn quá đi chùa không được, đủ thứ hết. Thì do đó cho nên tôi gọi là ông dân không được siêng năng. Vì khi mà Ngài thấy được cái pháp sám hối bình đẳng này là do biết ai cũng có khả năng thành Phật, mà cái câu đó là cái câu mà mình thấy ở Ngài Bồ Tát Thường Bất Khinh, phải không? Là tôi không giống kinh các ngài đều sẽ thành Phật. Nghe sẽ thành tức là có khả năng mới thành được. Thì như vậy biết ai cũng có khả năng thành Phật hết.
dù là người mắt sáng, ngại gì trên giống thêm hoa. Nếu là kẻ lạc, nếu là tri âm, hãy nên tiến bước. Hai cái câu này khuyến khích rất là hay. Dù là người sáng mắt, ngại gì trên giống thêm hoa. Nghĩa là nếu người sáng mắt là người nào? Ở trong nhà thiền nói rằng ai tu mà thấy được đạo hay là ngộ được đạo thì gọi đó là người sáng mắt. Nếu là người được ngộ đạo rồi thì cái sám hối mà bình đẳng sám hối này đó, đối với người đó chẳng khác nào như một cái tấm gấm đẹp mà còn thêm thêu thêm hoa nữa thì nó càng đẹp thêm, chứ không có gì thiệt thòi hết. Nghĩa là mình đã ngộ rồi lại còn biết bình đẳng sám hối nữa thì như gấm, người khác gọi là thêu hoa, cái này gấm mà thêm hoa. Và nếu là tri âm, tri âm tức là người tri kỷ với ngài á, thì hãy nên tiến bước. Nếu là người mà hiểu được ngài, là bạn tri kỷ với ngài, thì nghe cái này rồi thì ráng mà tinh tấn để tu, chứ đừng có chần chờ, đừng có lơ là. Thì qua những cái lời nói nhắc nhở của ngài, chúng ta thấy rất là thiết yếu. Nó chẳng những mình biết mà cũng muốn cho tất cả người khác cùng biết. Chẳng những mình hành mà cũng muốn cho tất cả người khác cùng hành. Được như vậy mới gọi là tự tha đều hữu ích, hay là đều được lợi. Thì trên đường tu chúng tôi không có muốn dẫn những cái vị Bồ Tát, những vị A-la-hán hay là những vị thiền sư đắc đạo ở các nơi. Tôi chỉ dẫn một ông vua ở nước Việt Nam đang làm vua cai trị dân, giữ nước dẹp giặc, mà còn có một cái nhìn thấu đáo, một cái nhìn rất là thông suốt như vậy, thì quý vị thấy làm cái gương tốt, cái gương sáng để chúng ta học. Đối với người cư sĩ thì nhìn cái gương của ngài thì mình sẽ không còn có cái lười biếng, không còn cái than thở nhiều chuyện bận rộn không tu được, không học hiểu được. Còn đối với người xuất gia thì chúng ta lại càng hổ thẹn hơn. Hổ thẹn sao? Mình là người rảnh rang, mình là cái người xuất gia mà rồi tu hành chưa chắc đã hơn gì cái người cư sĩ đương làm vua, phải không? Như vậy có xấu hổ không? Có tủi nhục không? Nên mình càng đọc, càng nghe những cái lời giảng dạy của ngài, mình càng thấm, càng xấu hổ, mà nỗ lực tiến hơn, tu nhiều hơn, để mai sau mình khỏi có bị người ta trách. Một cái người đã vì chúng sinh mà đi tu, rốt cuộc không làm được trò gì hết, uổng đi một kiếp người, một đời tu. Đó là tôi nhắc chung cho tất cả. Thì như vậy cái phần này nó xong. Thì mấy bài đây hơi khó, tôi chỉ giảng ít ít cho quý vị nghe hiểu, rồi sau sẽ có những cái bài dễ hơn. Nguyện đem công